Chào bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý sản phẩm siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và trong video ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời được nhiều người sử dụng để giúp giảm bớt căng thẳng mệt mỏi, đó chính là sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc. Khi nói về căng thẳng mệt mỏi thì hẳn là mỗi người trong chúng ta đều đã từng gặp phải những tình trạng như thế này đúng không? Áp lực từ công việc, từ việc học khiến cho chúng ta bị căng thẳng stress hay là bị suy giảm hệ miễn dịch hay là cơ thể của chúng ta thì ngày một suy nhược nhiều hơn Tuy nhiên thì với mức độ nhẹ như vậy thì chúng ta vẫn chưa cần phải sử dụng những sản phẩm hay là những loại thực phẩm nước uống bán trên thị trường để giúp tăng cường sức khỏe hay là tăng cường hệ miễn dịch mà chúng ta chỉ cần một vài sản phẩm nào đó nhẹ nhàng để giúp tăng cường sức khỏe thôi đúng không ạ? Và chính vì lý do này, siêu thị Hàn Quốc cũng như là Kiều Anh đã tìm kiếm và giới thiệu tới cho quý vị sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc vậy sản phẩm kẹo sâm này là gì có tác dụng như thế nào tại sao nó lại tốt với sức khỏe của người dùng thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu khi nhắc đến Hàn Quốc, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến đó chính là những loại dược liệu quý hiếm như là sâm, nấm hay là linh chi đúng không ạ? Và những loại dược liệu tại đất nước này thì cũng đứng top đầu trên thế giới bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Bởi những loại dược liệu này thì được trồng ở vùng đất có khí hậu trong lành, mát mẻ và với nhiệt độ tại Hàn Quốc như vậy thì quá tuyệt vời cho sự phát triển của những loại dược liệu này và biết được những công dụng tuyệt vời mà những loại dược liệu này mang lại cho sức khỏe của con người thì các nhà sản xuất tại hàn quốc cụ thể là hãng samsung đã cho ra đời nhiều sản phẩm đến từ sâm nấm linh chi à, trong đó thì chúng ta có thể kể đến như là kẹo sâm hồng sâm tẩm mật ong hay là cao hồng sâm và một trong những sản phẩm mà kiều anh sẽ giới thiệu đến các bạn trong ngày hôm nay giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng mệt mỏi tăng cường sức khỏe tăng cường hệ miễn dịch, đó chính là sản phẩm kẹo nhân sâm đến từ Hàn Quốc. Và như các bạn đã biết thì nhân sâm là một trong những loại dược liệu mang lại sức khỏe vô cùng tốt cho người dùng đúng không ạ? và đó chính là điều hiển nhiên khi mà phụ nữ tại hàn quốc thì có làn da rất là đẹp và trong nhân sâm hàn quốc thì chứa một lượng cao saponin và chất này thì có công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc là hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân ung thư hay là trong quá trình điều trị những các, các căn bệnh như là tiểu đường tim mạch hay là huyết áp cao và thậm chí là nhân sâm còn đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng có tác dụng là làm giảm bớt căng thẳng mệt mỏi cũng như là khiến cho tinh thần của chúng ta được thoải mái hơn. Và như Kiều Anh vừa nhắc ở bên trên, nếu như chúng ta đang cảm thấy là căng thẳng mệt mỏi, nhưng với mức độ nhẹ thì chúng ta chưa cần phải sử dụng những loại thực phẩm như là cao hồng sâm hay là nhân sâm tầm mật ong, mà thay vào đó thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm kẹo sâm như một món ăn vặt hàng ngày mà nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là còn mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta mọi người thì thường thắc mắc rằng nếu như thường xuyên sử dụng kẹo xâm thì liệu có ảnh hưởng gì đến đường răng miệng không hay là cụ thể có khiến cho chúng ta bị sâu răng không thì kêu anh xin được trả lời rằng là không bởi vì trong thành phần kẹo xâm thì chứa rất ít đường hoặc nhiều sản phẩm kẹo xâm thì hoàn toàn là không có đường và 50% trong sản phẩm này chứa silicon một trong những chất bảo vệ răng miệng cũng như là tăng cường cho răng miệng của chúng ta được chắc khỏe hơn thế nên là khi chúng ta sử dụng kẹo sâm dù chúng ta có sử dụng nhiều một chút thì các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm bởi nó sẽ không gây hại cho răng miệng hay cụ thể là sẽ không gây sâu răng và với sản phẩm kẹo sâm như thế này thì dùng được cho mọi lứa tuổi từ trẻ em người trung niên cho đến người cao tuổi và những công dụng mà khi chúng ta nhắc đến kẹo sâm đầu tiên đó chính là tăng cường khả năng miễn dịch à, đối với những người mà đang cảm thấy là hệ miễn dịch của mình đang yếu kém đi chút nào đó và cảm thấy là dễ mắc những căn bệnh như là ốm sốt hay là ho thì kiều anh khuyên rằng kẹo sâm là một trong những sản phẩm chúng ta không thể bỏ qua bởi vì khi chúng ta sử dụng kẹo sâm thì nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh được nhiều căn bệnh vặt như kiều anh vừa kể Thứ hai, đó chính là kẹo sâm thì có khả năng tăng cường chức năng sinh lý. Đối với những người mà có chức năng sinh lý yếu kém hay là cảm thấy mình đang gặp vấn đề trong chức năng sinh lý thì kẹo sâm là một trong những sản phẩm chúng ta không thể bỏ qua, bởi vì nếu như bạn chỉ đang gặp một trong những dấu hiệu nhẹ và mới bắt đầu của việc sinh lý của chúng ta yếu kém thì sản phẩm kẹo sâm này nó sẽ không chỉ là hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch mà nó còn giúp hệ chức năng sinh lý của chúng ta được khỏe mạnh hơn cũng như là phòng ngừa được nhiều căn bệnh như kiểu anh vừa kể. Thứ ba, đó chính là khả năng chống lão hóa ở sản phẩm kẹo sâm hay những sản phẩm được chế biến từ nhân sâm nói chung. Nhân sâm hay hồng sâm thì vốn đã biết được là có nhiều công dụng đối với người dùng như là trong đó là một trong những công dụng làm đẹp, ngăn chặn khả năng lão hóa hay là giúp cho người dùng có được sức khỏe tốt hơn và khiến cho da rẻ của người dùng được hồng hào hơn. Và chính vì điều này thì sản phẩm kẹo sâm như này chính là một trong những sản phẩm giúp bạn chống lão hóa vô cùng tốt. À, đối với những chị em phụ nữ khi chúng ta sử dụng sản phẩm kẹo sâm như này thì nó sẽ giúp cho da rẻ của chúng ta được cải thiện hồng hào hơn căng bóng hơn cũng như là việc ngăn chặn khả năng lão hóa sớm xảy đến ở chúng ta thứ tư đó chính là kẹo sâm thì có khả năng tăng cường sự hoạt động của não bộ giảm stress căng thẳng mệt mỏi như kiểu anh vừa mới chia sẻ, với những người mà chịu áp lực từ cuộc sống hay là từ công việc học tập thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm kẹo sâm như là một trong những liệu pháp giúp giảm bớt căng thẳng mệt mỏi. Nếu như chúng ta sử dụng kẹo sâm hàng ngày thì nó sẽ kích thích sự hoạt động của não bộ, đồng thời là nó sẽ giúp cho chúng ta là giảm bớt căng thẳng mệt mỏi và không còn stress nữa với những công dụng tuyệt vời như vậy thì kẹo sâm là một trong những sản phẩm chúng ta không thể bỏ qua và quan trọng sản phẩm này thì được sản xuất bởi hãng samsung một trong những nhà sản xuất vô cùng nổi tiếng tại hàn quốc với nhiều sản phẩm cũng vô cùng là nổi tiếng và với một sản phẩm kẹo sâm như này thì chúng ta chỉ cần sử dụng hàng ngày như một thức ăn vặt bình thường thôi và chúng ta có thể là sử dụng được cho mọi lứa tuổi chỉ với một viên kẹo sâm nhỏ như thế này đó đã giúp cho chúng ta cải thiện được rất nhiều vấn đề trong cơ thể của mình rồi À, và có khá nhiều khách hàng đều đặt câu hỏi với Kiều Anh rằng là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì nên mua ở đâu để có thể là mua được sản phẩm chính hãng cũng như là thậm chí là được bảo hành trong quá trình dùng. Kiều Anh xin được gợi ý một trong những địa điểm uy tín các bạn có thể mua tất cả những sản phẩm tại Hàn Quốc, đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Và quan trọng khi các bạn đặt mua sản phẩm kẹo xâm hay là bất cứ sản phẩm nào tại siêu thị thì chúng ta được phép kiểm tra sản phẩm rồi sau đó mới thanh toán. Và quan trọng, siêu thị Hàn Quốc thì cam kết đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và cuối cùng đó chính là siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì có địa chỉ uy tín rõ ràng, các bạn có thể là tìm đến bất cứ lúc nào. Kiều Anh cũng xin được gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta có thể đặt hàng sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc. Thứ nhất, các bạn có thể liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 h là 0904 363 -985 để được tư vấn về sản phẩm kẹo nhân sâm đến từ Hàn Quốc. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm kẹo nhân sâm cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm này. Chỉ với hơn 50.000 đồng thôi, bạn đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này để có thể mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình rồi ạ. Và chỉ với một trong ba phương thức như Kiều Anh vừa gợi ý bên trên, chúng ta đã sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này mà không cần phải đi lại quá nhiều rồi. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về sản phẩm kẹo nhân sâm đến từ Hàn Quốc cũng như là củng cố thêm niềm tin để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an và luôn luôn khỏe mạnh. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm kẹo sâm đến từ Hàn Quốc thì hãy nhấn vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.